họ phân ra hàng 1, hàng 2, hàng 3 là tùy theo cái số pha có trong đó. Nhưng bất cứ hàng nào hiện nay luôn luôn có một cái pha phải có là pha gì? Phát nhãn lực. Vậy cũng là lý do là như thế. Vậy thì 7 cái quy tắc từ đó thì nó dẫn đến tôi muốn bắt bạn nhớ 7 cái quy tắc này nhắn đọc cho nhớ đi thôi nha. Các bạn tắt bây giờ vô để bạn thấy 7 quy tắc cụ thể của Bộ Y tế ban hành. Chúng tôi nói hẳn tôi quan tâm tới 7, 8, 10 gì đó. Vì những điều này chúng ta cơ bản chúng ta đọc bạn. Và ở giai đoạn này nó sẽ thể hiện hoạt động quy tắc nhân vật. Thì ông nào cũng không bị đi chơi. Quy tắc chủ đạo là hợp lý, dựa trên hợp lý, hiệu quả, an toàn. Và từ đó chúng ta có 4 nguyên tắc cơ bản. Và từ 4 nguyên tắc cơ bản đó thì họ xây dựng từ những nguyên tắc cụ thể cho từng giai đoạn họ. Và ở giai đoạn này thì Bộ Y tế ban hành 7 nguyên tắc cụ thể. Nha, các bạn dựa ra vấn đề. Thì 7 nguyên tắc này nó bị dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản. Và trong đó các bạn thấy nè, nó sử dụng như xuất thai, lưu ý độ dài điều trị nè, hai cái cuối rồi nè, và nó lưu ý đến thì một số khác sẽ đọc nhớ để nó khi đọc thì họ sẽ phân bảy cái nguyên tắc này thành cái nguyên tắc và nguyên tắc là hai và trong sử dụng kháng sinh thì cô không hiểu tại sao bảy cái lại tầm như sao các bạn tại sao như vậy để cùng nhau đọc và chú ý tại sao khi bảy là sao còn là sao này đúng không? Theo nguyên dẫn, chỉ được bằng chứng chọn khổ hẹ, dùng điều lượng, thời gian phù hợp và bảo đảm được điều kiện. Khi mình bấm cái tác vụ tế, chỉ là cái nhớ là hai tác hành. Đó là thiếu hiệu mà, thiếu hiệu mà. Thì về dự phòng học cái đường đây nó đó nha, nó là một lãnh vực riêng. Nó không phải là cái đặt ở đây đó là cái sinh học sử dụng trong điều kiện. Còn cái điều kiện đó, cái sinh trong điều phòng sẽ khác khi nào gọi là dự phòng. Và đọc trong quyết định 78 thì các bạn nhớ khi bắt đầu nguyên tắc dự phòng là khi bắt đầu ra một cái da để phẫu thuật thì nằm bộ kháng sinh phải là cao nhất. Đó là một cái thuốc sử dụng là kháng sinh dự phòng. Ta lúc nào cũng vậy nha. Và sau đó thì dùng bao lâu thì mới không còn gọi là dự phòng nữa. Cái đó nằm trong quyết định 78 thường có còn đó là còn riêng lớn gì lắm nên các bạn không dám dùng sử dụng nó nhiều nên là các bạn đọc theo tôi cho không đi sau đường đó là cao chú ý cái kế tiếp còn lại cái cuối cùng thì về đọc các cái sai lầm nha cái sai lầm nó sử dụng đầu được hai cái này thì thông thường những cái sai lầm người ta nói tắt lại thì nó cũng liên quan đến những cái sử dụng cái sự đó là một số các điểm chính khi các bạn học mà nhớ thì tóm lại học trong phần như này về câu là phần cái sự một thì cơ chế nhớ nhưng chúng ta phải biết nguyên tắc chủ đạo bốn nguyên tắc cơ bản và hiện nay giai đoạn này Bộ Y tế ban hành ra bảy nguyên tắc chính và trong bảy nguyên tắc đó là đáp ứng cho mấy mục tiêu bốn mục tiêu của Bộ Y tế Việt Nam lúc nào cũng đem lên đó là giá thành thọ hợp lý nha đó là bốn cái mục tiêu chính thì đó là cái gì các bạn cố gắng nhớ thì nó còn chúng ta có rất nhiều cái minh họa trong thời gian chúng ta mới cho các bạn nhớ những cái bài cái